Hello, xin chào các em, xin chào các em đến buổi học ngày hôm nay của anh Sơn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục với cái bộ đề tiếp theo của mình nha các em. Anh Sơn bắt tay vào việc chủ đề ngày hôm nay của mình luôn. Câu A đọc cho Sơn là center âm âm sọ, đúng không ạ? Câu B đọc Sơn là cluster âm âm k nữa bạn. Chắc là đúng rồi. Oh no 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 no. Cancel âm k đúng không ạ? Và castle là âm k đúng không? Thì câu này là câu A. Rồi câu 2, câu này là bài list y dài. Này là us, ơ dài, cream y dài. Vậy chọn luôn câu B, được chưa? Rồi. Câu 3 nè, alive âm 2, usual âm 1, costly âm 1, loyal âm 1, chọn câu A ha. Câu 4, president âm 1, conference âm 1, experience âm 2, và candidate âm 1. Thôi là chọn sơ câu C. Câu 5, Sơn is a wonderful and distinguished teacher who many students like him, đúng không ạ? Thì câu là có khẳng định, họ đưa còn phủ định thôi nha các bạn. Nó phủ định là isn't he. Câu này chọn sơ câu C. Hesitate to verb là chần chừ làm điều gì đó nha các bạn, và là to speak up. Câu 17, dạy rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Đối với tính từ dài trong dạng so sánh nhất là the most, đi với tính từ dài. Câu mà chọn là câu C, được chưa? Rồi, tiếp tục. Look, nè các em nhìn nè, seen verb 2 thì với bên cạnh là dụng gì? Hiện tại hoàn thành, has become ha. Rồi, dạy rất là nhiều lần rồi, phía trước là một cái câu đúng không? Một cái câu, chủ ngữ động từ nè, Sơn student, study nè, thấy chưa? Phải thì cho vào dùng bút binh. Dạy rất là nhiều lần rồi ha. Rồi, câu 10. Câu 10, marketing strategy là danh từ, trước có cần tính từ, đó cần tính từ đuôi thiệp đuôi của tính từ. Câu mà chọn luôn cho Sơn ha. Sành là danh từ không đúng rồi. Innovate không đúng luôn. Rồi, brochure thì nó được phân phát miễn phí đến tất cả những cái vị khách ở cái bookshop này, được phân phát. Câu bị động mà không phải chọn câu A ha. Rồi, 12. Will là tương lai phối với hiện tại ha, câu này có A rồi. Đúng chưa? Rồi, 13. Dogs là danh từ số nhiều, các em số nhiều để rộng, đúng không ạ? Người ta không dùng mạo từ đứng trước các danh từ. Thứ nhất là an không đứng trước danh từ số nhiều đúng không ạ? Bởi vì an là một mà an phải đứng trước danh từ số ít chứ. Thì câu này là không dùng an rồi. Mạo từ the là phải đứng trước danh từ đã được xác định rồi, mà dogs những con chó nói chung chưa được xác định thì mình cũng không dùng mạo từ luôn để rộng ha. Rồi những con chó thì nổi tiếng cho cái sự trung thành và cái khả năng hình thành cái mối quan hệ gắn kết với cái người chủ của nó. Thì cái khả năng là khả năng của ai ấy bạn, khả năng của những con chó này đúng không, thì mình dùng là mạo từ the, vì cái ability này xác định rồi. Con này chọn sẽ là câu A, được chưa? Important, nhớ là important for something các bạn, your future career là something đúng không ạ? Việc học và việc rèn rũa những kỹ năng thực tế thì rất là quan trọng cho cái tương lai sự nghiệp của bạn. Con này chọn sẽ là câu C, đúng không? Rồi câu 15 kèm với từ cut down là chặt nha bạn, chặt trong chặt cây các bạn. Put off là trì hoãn, came across là vô tình, tình cờ nhìn thấy ai hoặc cái gì đó. Và kèm với câu D từ bring off anh xưa cũng dạy rồi, bring off phải đồng nghĩa với từ gì kèm, đồng nghĩa từ pull off, có nghĩa là thành công trong việc làm điều gì đó khó khăn. Vậy là mặc dù ông ta có rất ít thời gian để chuẩn bị nhưng Teddy thì vẫn thành công trong việc thể hiện cái presentation của mình. Không mà chọn câu D đúng. Câu 16 thuộc kiến thức đó là từ đa nghĩa, cái từ advance các bạn chính là suggest các bạn. Suggest đề xuất ra một cái học thuyết, một cái khái niệm mới. Câu mà chọn là câu D này. Câu này Sơn dạy trong lớp đa nghĩa rồi nha mấy đứa, cần phải biết nha. Rồi câu 17 thì các em dùng cho Sơn cái thành ngữ gì bây giờ, đúng không ạ? Thì câu này Sơn dùng Sơn từ depth nha các bạn. Depth of với cụm từ là plumb.
Đó, thành ngữ. Thành ngữ này có nghĩa là mình trải qua. Sau khi mất việc và trải qua những cái cuộc ly hôn đầy đau đớn. Plumb the depth of something có nghĩa là mình chính là một cái tấm gương đó bạn. Nhưng mà mình chính là một cái tấm gương của một cái sự việc gì đó không mấy tốt đẹp. Được chưa? Hoặc là mình trải qua những cái điều đó không mấy tốt đẹp. Thì các bạn các em nhìn là sau khi mất việc và trải qua những cái sự ly hôn đầy đau đớn thì cô ta cảm thấy như thể là cô ta chính là cái tấm gương của sự đau khổ. Thì câu này là chính là câu C. Pressure anh Sơn dạy rồi, dùng Sơn từ place, từ exert đúng không? Và từ put pressure on somebody, đặt áp lực lên ai đó. À đúng. 19 dạy luôn rồi. Onlooker là bystander, người bàng quan, tức là cái người họ đứng, họ chứng kiến cái vụ việc đó và họ không tham gia vào cái vụ việc đó. Spectator là khán giả ở sân vận động cổ vũ cho một cái trận đấu bóng đá, một cái môn thể thao. Viewer là người xem, thường xem qua màn hình đúng không ạ? Và eyewitness là cái người chứng kiến một cái vụ việc đó xảy ra và họ tường thuật lại. Đúng chưa? Vậy cái gì đó thất vọng một cái kết thúc của bộ phim. Vậy là bộ phim là mình xem trên TV rồi. Nếu mà xem trên TV là mình chọn là câu C, viewer. Nhớ nha, bộ phim này xem trên TV rồi, nhưng bây giờ là viewer. Được chưa? Rồi, câu 20, horrible là tồi tệ thôi, là terrible nữa vậy. Đó, develop phát triển là tên là improve đúng không? Mấy câu rất là dễ luôn. Sao mà không làm được? Cái câu này trúng thủ không? Học quá nhiều rồi, run out of steam tức là kiệt sức, very tired đúng không? Vậy trái nghĩa là gì? Enthusiastic, nhiệt huyết, nhiệt tình đúng không? Đó. Discourage là gì? Làm nản lòng, thoái chí. Vì trái nghĩa là support, ủng hộ vậy thôi. Khó không? Ông ơi khó đúng không? Rất là dễ rồi. Câu 24. Linh nói là vừa đậu kỳ thi với điểm 9. Chúc mừng đúng không? Congratulations. Rồi tôi tin rằng là ChatGPT có ảnh hưởng tích cực lên học sinh. Student can become heavily reliant on this technology to write essay. Phản đối ha. Tôi không nghĩ như vậy đâu. I don't quite agree. À, tôi khá là không đồng ý đâu. À, học sinh có thể phụ thuộc vào cái công nghệ này để viết essay đó. Thì câu mà chọn Sơn là câu đó là đúng rồi. Tiếp tục. Câu 26. Đêm qua phải chia quá khứ đúng không? Là watch ED vào. Câu này sai về thì. Đúng chưa? Rồi cái công ty này thì bị buộc tội về cái gì? Các em cái công ty này bị buộc tội về cái việc là đặt áp lực lên những cái người công nhân làm việc quá sức mà không có giờ giải lao đúng không? Công nhân của ai ấy bạn? Công nhân của công ty này, công ty X thì không dùng Z, phải dùng là S. Thì câu này câu C. Đúng chưa? Move. Động từ move là di chuyển. Vậy cộng với được able vô, able là có thể, movable là có thể di chuyển được. Câu này là câu chuyện có thể di chuyển là gì bạn? Cái câu chuyện đầy cảm động Sơn dạy rồi ha. Moving tính từ là cảm động, vậy là câu chuyện đầy cảm động của giáo viên đúng không ạ? Về cái trải nghiệm thời thơ ấu của bà ta đã truyền cảm hứng cho học sinh bà ta có thể kiên trì trước những cái thời điểm khó khăn. Câu này chẳng có A luôn, quá dễ tủ rồi ha. Ông ta vận hành cái kinh doanh khoảng 2 năm rồi, tức là ông ta bắt đầu kinh doanh 2 năm trước nha bạn, là he started to run his business 2 years ago. Employees forbidden là viết bằng must luôn, khỏi nói gì cả. Không có must hả? À bị cấm sao đó bạn. Bị cấm mà dù là mustn't nhé bạn. Bị cấm là không được phép. Câu gọi là câu B. Được chưa? Tôi đã không sử dụng điện thoại trong phòng thi, Lan nói, và Lan phủ nhận có việc đã sử dụng điện thoại trong phòng thi. Câu A, B bạn, deny, phủ nhận. Dễ không? Quá dễ luôn đúng không? Rồi 34, keynote speaker đúng không ạ? Thì đưa ra một cái bài nói chuyện đầy thông tin, tất cả mọi người trong khán phòng thì nghe rất là chú ý. Nó until mãi cho đến khi ha, mãi cho đến khi tất cả mọi người trong khán phòng nghe chú ý thì họ mới đưa, thì cái keynote speaker mới đưa ra cái bài diễn thuyết nhiều thông tin không đúng mà. Not only là không chỉ ha. Không chỉ tất cả mọi người trong khán phòng lắng nghe chú ý mà còn khi nói speaker đưa ra thông tin rồi còn không học được nghĩa luôn ha.
Không phải là câu C rồi. Tức là nếu như không nhờ vào cái buổi nói chuyện đầy thông tin của Kiosk Speaker thì tất cả mọi người trong khán phòng này thì đã không lắng nghe để chú ý, chứ còn không đúng luôn các bạn. Không đúng luôn là câu D. Tức là sâu cộng tính từ phía sau dùng dùng đảo ngữ, tức là cái gì kem cái bài nói chuyện của keynote speaker nó nhiều thông tin đến mức mà tất cả mọi người trong khán phòng đều lắng nghe rất là chú ý đó. Còn chẳng câu D. Và câu 33, cái house, cái ngôi nhà của ta rất là nhỏ, cô ta không thể nào give dinner party được, tổ chức cái bữa tiệc party được, đúng không ạ? Thì nếu mà không nhỏ sẽ tổ chức, đúng không? Một cái sự việc trái với hiện tại dùng điều kiện lễ hai thôi các bạn. Thì nếu mà lớn hơn, không lớn hơn là sai các bạn, lớn hơn nè, thì có thể tổ chức, câu chẳng câu C luôn. Thấy chưa? Dễ không? Rất là dễ đúng không ạ? Đó, cái này giải quyết 10 phút không các bạn? 10 phút em bấm máy thôi, phải anh Sơn sửa đề này 10 phút không? 10 phút thôi đúng không ạ? Vì em đi thi em có tận 50 phút còn lại làm đọc hiểu. Nhớ nha, bây giờ em chuyển sang cái bài đọc giúp anh Sơn.